Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Clickbait Channel. Trong thời gian gần đây thì mình thấy có khá là nhiều bạn bè xung quanh mình đang quan tâm về những chiếc điện thoại của dòng S10 series. Tiện đây thì mình sẽ làm luôn về chiếc Samsung Galaxy S10 5G, chiếc smartphone mà mình đánh giá là ngon nhất cũng như là đáng mua nhất trong dòng S10 series. Và chiếc điện thoại có ưu và nhược điểm gì thì mình sẽ chia sẻ với các bạn trong video này. Nếu các bạn đã quan tâm tới chiếc điện thoại này hay bất kỳ chiếc smartphone nào khác thì có thể tìm hiểu tại Clickbait thông qua đường link mình để bên dưới phần mô tả của video. Lý do đầu tiên mà mình nói chiếc S10 5G này rất đáng mua ở thời điểm hiện tại đó là về giá tiền. Chiếc máy này hiện đang được bán tại các chuỗi hệ thống của Clickbait với mức giá là khoảng 7 triệu tùy vào những phiên bản khác nhau, rẻ hơn rất nhiều so với mức giá của nó tại thời điểm ra mắt là khoảng hơn 31 triệu và mình đang có ở đây là phiên bản màu đen. Về phần thiết kế thì cũng giống như là S10 hay là S10 Plus thì máy bằng sẽ có khung viền được làm bằng kim loại cũng như là mặt lưng kính tạo nên vẻ ngoài sang trọng và tinh tế của những chiếc flagship đắt tiền. Cả hai mặt thì đều được trang bị kính cường lực Gorilla Glass 6. Cảm giác cầm nắm trên chiếc điện thoại này thì mình thấy rất là thích, cho mình cảm giác là khá chắc chắn và đầm tay. Tuy nhiên thì máy vẫn sẽ khá trơn khi dùng trần cũng như là dễ bám lại mồ hôi và dấu vân tay, nên các bạn hãy cân nhắc đến việc sử dụng ốp để có những trải nghiệm cũng như là bảo vệ máy tốt hơn. Chiếc Galaxy S10 5G này thì được trang bị màn hình lớn hơn hai chiếc máy khác trong dòng S10 series là 6,7 inch, tấm nền Dynamic AMOLED cùng với độ phân giải là Quad HD+. Đặc biệt là chúng ta còn có thể tùy chỉnh độ phân giải màn hình với các tùy chọn là HD+, Full HD+, cùng với Quad HD+ để phù hợp với nhu cầu sử dụng. Qua một thời gian sử dụng thì mình thấy trải nghiệm mà chiếc máy này mang lại là rất sướng, rất đã. Màn hình của những chiếc flagship đến từ Samsung thì các bạn không cần phải lo về chất lượng hiển thị rồi. Từ màu sắc, độ sáng, độ tương phản, góc nhìn hay cho đến cả chi tiết đều rất là tuyệt vời. Cộng thêm là màn hình có kích thước lớn nữa nên là diện tích sử dụng cũng tăng lên đáng kể, lướt web, xem phim hay là chơi game cũng sướng hơn rất nhiều. Chỉ có điều là cụm camera trước sẽ hơi bị to nên là có thể khiến cho các bạn cảm thấy khó chịu trong thời gian đầu sử dụng. Và cũng chính vì nó to như vậy nên là camera trước sẽ có autofocus và một cảm biến đo độ sâu để giúp các bạn quay video xoay phong với camera selfie. Xin chào các bạn, và bây giờ mình đang quay video bằng chiếc Samsung Galaxy S10 5G để thử cái chế độ là autofocus và quay video xoay phong. Đây các bạn có thể thấy, đây nó đang focus vào mặt mình và xoay phong đằng sau. Đây các bạn có thể thấy đó. Và đây cũng là chiếc điện thoại đầu tiên của Samsung áp dụng cái tính năng này. Còn cụm camera sau của S10 5G thì được trang bị 4 cảm biến, gồm camera chính có độ phân giải là 12MP, khẩu độ f1.5-2.4, camera tele có độ phân giải là 12MP, khẩu độ f2.4, camera góc siêu rộng thì có độ phân giải là 16MP, khẩu độ f2.2, cùng với đó là một cảm biến đo độ sâu. Nhiều cảm biến như vậy thì sẽ hỗ trợ nhiều tính năng hơn, đa dụng hơn, giúp cho chúng ta có thể áp dụng được trong nhiều trường hợp khác nhau. Còn chất lượng hình ảnh thì các bạn hoàn toàn không phải lo lắng, vẫn rất tốt, rất ổn ở thời điểm này. Như đây là một vài bức ảnh mình đã chụp từ chiếc S10 5G này để các bạn có thể đánh giá một cách trực quan hơn. Và tiếp theo đây là phần cấu hình cũng như là hiệu năng của chiếc máy này. Samsung Galaxy S10 5G được trang bị con chip Exynos 9820 cùng với 8GB RAM và 256GB bộ nhớ trong. Con chip này phải nói là đã được Samsung làm rất là hoàn thiện, nó tối ưu rất tốt với chiếc máy này. Mang đến những trải nghiệm sử dụng những tác vụ cơ bản như là vuốt chạm, mở app, lướt web, lướt Facebook đều rất là mượt mà và trơn tru. Còn một điểm nữa là vấn đề nhiệt độ đã được cải thiện đáng kể, nó sẽ không quá nóng và đem lại cho các bạn những trải nghiệm tốt hơn, ổn định hơn. Tuy nhiên thì theo mình đánh giá, chiếc máy này vẫn không phù hợp để các bạn có thể chơi game, try hard trong thời gian dài. Bởi vì cái khả năng tối ưu game của những con chip Exynos từ trước tới nay là không được đánh giá cao. Bạn vẫn có thể chơi những tựa game như là PUBG, Liên Quân hay Tốc Chiến hoàn toàn bình thường đối với những bạn lâu lâu có chơi game để giải trí thì nó vẫn rất là ổn. Nhưng mà khi các bạn chơi game lâu thì nó sẽ xuất hiện những hiện tượng như là giật lag nhẹ, nên đây vẫn là một điểm yếu của chiếc máy này. Tóm lại thì mình thấy với mức giá hơn 7 triệu là quá ngon cho chiếc Samsung Galaxy S10 5G này, từ thiết kế, màn hình, camera cho tới cả hiệu năng khi sử dụng hàng ngày. Còn các bạn nghĩ sao về chiếc điện thoại này? Hãy để lại comment ý kiến cá nhân của mình ở bên dưới phần bình luận. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Clickbait. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.